bởi vì cái này hình như là chưa có chưa chưa có kết quả kỳ thi đó. Đây là cái tòa nhà chính đấy, tòa nhà hiện đang có này. Thì cái phương án này nó là cái tòa nhà hiện tại là đằng sau và như hình vòng cung ấy, và nó chỉ đốt vô cái đằng sau cái này cái xíu này. Cho nên khi mà chúng ta biết cái ngôn ngữ cổ điển này, cổ truyền này, chúng ta nhìn cái tòa nhà cổ điển chúng ta sợ, nó giống được không? Đây là cái hình của bạn đây. Mà cái nữa mình nhìn thấy là giữa cái cổ điển này và cái mới, nó không ăn nhậu như thế này, hoàn toàn là hai cái kẻ xa lạ khác. Và cái này là cái thiết bị của họ thì nghe rất hay. Mà tôi nghĩ là cái công trình kiến trúc thường cái phần thiết bị rất là hay, mà khi nhìn thấy thì mình thấy nó là cái gì nó khác hẳn. Nó là một cái bóng có từ lâu rồi. Tại sao thì nó không có đất?
nó giống như là một cái tế bào vi sinh nó tấn công hoặc là virus Ebola nó tấn công. Này bó tay này.
Mấy cô mới lên.